Bạn đã từng thấy một người không có gì trong tay, họ nghèo khó và một thời gian họ trở nên giàu có hơn, họ có nhà, họ có tiền bởi vì họ đã trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp. Và bạn đặt câu hỏi, làm thế nào để mình cũng trở thành người bán hàng chuyên nghiệp để có nhiều tài sản, nhiều tiền như họ đây? Để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp, bạn cần làm những điều sau đây. Thứ nhất là có thái độ chuyên nghiệp. Thái độ chuyên nghiệp đó là như thế nào? Đó là bạn cần phải có cái thái độ tốt đối với công ty của bạn. Bạn phải yêu công ty, yêu sản phẩm của các bạn bán. Bạn cần phải sử dụng sản phẩm thường xuyên hơn. Và bạn cần nên nhớ, cái việc bán hàng của mình là bán hàng cho mình, kiếm tiền cho mình, chứ không phải là mình bán hàng là bán hộ sản phẩm cho công ty hay là bán hộ sản phẩm cho bốt bạn nhá. Bán hàng là bán cho mình, làm chủ mình và mình kiếm tiền cho mình, tự chủ động của mình. Đó là người có thái độ chuyên nghiệp. Bạn cần phải có thái độ tốt với tuyến trên, thái độ tốt với tuyến dưới của bạn. Bạn cần phải biết ơn những người đã nhập hàng của bạn, biết ơn người đã dẫn dắt bạn. Đó là một người có thái độ tốt các bạn ạ. Thái độ tốt với tuyến trên, thái độ tốt với công ty, thái độ tốt với sản phẩm, thái độ tốt với tuyến dưới của mình. Cái thứ hai là bạn cần phải có hình tượng chuyên nghiệp. Hình tượng chuyên nghiệp đó là bây giờ khi kinh doanh trên Internet và kinh doanh offline, đúng không ạ? Trên online thì Facebook của các bạn, phần lớn các bạn kinh doanh trên đó, các bạn cần phải chuẩn hóa Facebook mình lên. Những cái hình ảnh nào xấu thì hãy xóa đi, đăng những hình ảnh đẹp lên, chuyên nghiệp lên, không đăng hay là chia sẻ những cái điều vô bổ, không có ích, không chia sẻ linh tinh nữa, không viết những bài nhảm nhí lên đấy nữa. Chúng không đăng những cái thứ tiêu cực lên đó nữa. Chúng ta cần phải chuẩn hóa trang cá nhân, làm trang cá nhân chúng ta đẹp lên, sáng sủa lên, đúng không ạ? Đấy là trên online. Còn offline thì bạn cần phải ăn mặc đầu tóc gọn gàng, ăn mặc chỉn chu, đừng quá xuề xòa các bạn ạ. Đó là hình tượng chuyên nghiệp. Bạn cần phải lấy cho mình một cái hình mẫu mà bạn muốn hướng tới ở trên online và hướng tới ở offline để bạn xây dựng giống theo. Đó là cách làm rất là nhanh chóng. Cái thứ ba là bạn phải có thời gian chuyên nghiệp. Thời gian chuyên nghiệp là bạn cần phải dành thời gian riêng ra cho cái việc bán hàng của mình. Bạn dành ra bao nhiêu thời gian trong công việc bán hàng này của mình, đúng không ạ? Bạn phải dành rõ ra, chứ không phải mình thích bán lúc nào thì mình bán, hay là mình rảnh lúc nào mình làm. Đó không phải là người chuyên nghiệp các bạn ạ. Người chuyên nghiệp cần phải có thời gian dành riêng cho công việc. Bao nhiêu thời gian dành cho việc bán lẻ, bao nhiêu thời gian dành cho việc bán sỉ, bao nhiêu thời gian để mình chăm sóc hệ thống tuyến sỉ, và bao nhiêu thời gian để mình nói chuyện với tuyến trên, bao nhiêu thời gian mình tìm kiếm khách hàng, đúng không ạ? Bao nhiêu thời gian mình phát triển hệ thống, đúng không ạ? Bạn cần phải có thời gian rất là rõ ràng ra, đúng không ạ? Bao nhiêu thời gian mình chăm sóc lại khách hàng khi mà đã sử dụng sản phẩm của mình. Thời gian rõ ràng các bạn nhé. Thời gian này cũng giống như việc bạn đi làm thôi các bạn ạ. Có người dành ra 8 tiếng cho công việc bán hàng mình, có người dành ra 12 tiếng, 10 tiếng. Đó là tùy thuộc vào bạn. Bạn dành nhiều thời gian vào đâu thì bạn sẽ trở thành chuyên gia ở đó. Cái thứ tư là bạn phải có hành động chuyên nghiệp. Hành động chuyên nghiệp đó là bạn nói gì bạn phải làm đấy. Nói là làm. Đã cam kết là nhất định sẽ hành động để làm để đạt được nó. Chứ không phải nói một đằng làm một nẻo các bạn nhé. Nói là hôm nay tôi tiếp cận 5 người là tiếp cận 5 người khách hàng tiềm năng để bán được hàng. Nhất định là phải làm, đúng không ạ? Hành động phải chính chuẩn. Hành động phải làm những việc tốt. Các bạn ạ. Chúng ta là người bán hàng. Để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp, chúng ta hành động. Thứ nhất là nói gì là làm đấy và làm những việc tốt các bạn ạ. Việc tốt là việc giúp cho mình, giúp cho người và giúp cho xã hội tốt lên, gọi là việc tốt các bạn nhá. Đó. Và rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của Hà Quang Linh. Nếu thấy video của Linh hay ý nghĩa, đừng quên để lại một comment, một chia sẻ, góp ý để Linh những video sau được cải thiện hơn để giúp cho các bạn cải thiện công việc kinh doanh của mình trên Internet và offline. Và rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hạ Quốc Linh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hạ Quốc Linh, xin chào.